Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tính Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi xin gửi đến quý vị thông tin về sự xuất hiện của hàng ngàn tia sét gặp lại thành một, đánh trúng hàng loạt những tàu chiến, tàu cảnh sát biển, tàu cá đang nhộn nhịp neo đậu ở đảo Hải Nam Trung Quốc trong cơn giông bão kỳ dị. Ngay sau khi sấm sét đánh trúng các tàu thuyền, thì một quả cầu lửa lớn kèm theo tiếng nổ kinh hoàng như bom hạt nhân vừa từ trên trời thả xuống, thiêu rụi hàng trăm chiếc tàu đang neo đậu san sát nhau trong ngọn lửa dữ dội và nhanh chóng chìm xuống biển. Trong đó có một dàn khoan dầu của Trung Quốc bị nứt toác làm đôi. Thảm họa này đã khiến Trung Quốc mất mát vô cùng lớn, khiến giới chức diều hâu Bắc Kinh bồn chồn không yên. Thưa quý vị, thời tiết tại Trung Quốc hiện nay biến đổi vô cùng cực đoan và kỳ dị. Theo tờ báo địa phương cho biết, chứng kiến cảnh tượng hàng ngàn tia sét chớp giật liên hồi trong cơn mưa lớn ở đảo Hải Nam vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua đã khiến ai chứng kiến đều run bần bật. Kinh hoàng hơn nữa, khi những tia sét này bất ngờ chụm lại thành một tia sét khổng lồ kéo dài từ trên trời đánh thẳng xuống những chiếc tàu hải giám mang số hiệu 46604, khiến chiếc tàu bị nứt toạc, bốc cháy ngùn ngụt. Sự hợp lại của các tia sét tạo ra âm thanh và quả cầu lửa vô cùng lớn, làm cho người dân sống cách vị trí thuyền buồm đang neo đậu vài khối nhà phải giật mình hoảng hốt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tàu khu trục hiện đại bậc nhất của Trung Quốc nhanh chóng bắt lửa và cháy như đốt. Cũng theo thông tin cho biết, khi vừa đánh xuống thì những tia sét này không ngừng bắn ra những tia lửa như vụ nổ bom phủ đầy khắp tàu khu trục. Thậm chí những tia lửa này còn bắn tung tóe sang các tàu chiến, tàu đánh cá, khiến các tàu này cũng bị thiêu đốt trong biển lửa dữ dội. Riêng dàn khoan của Trung Quốc cũng bị thiên lôi đánh xuống một nhát và tan nát thành nhiều mảnh. Những cuộn khói đen không ngừng bốc lên nghi ngút. Dẫn nguồn tin từ China Daily cho biết, những chiếc tàu này của Trung Quốc vừa mới về từ Biển Đông khi có thông tin yêu cầu về bờ vì sắp có trận mưa dông. Nhưng khi vừa cho neo đậu thì thảm họa đã xảy ra. Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng cho biết có khoảng 25 người thiệt mạng và 136 người bị thương nặng. Do hiện tượng sét đánh xảy ra có bất ngờ, đa phần là các ngư dân và một số binh lính. Cũng theo nhiều nguồn thông tin cho biết thêm, hàng ngàn tia sét này cũng đánh cháy một căn cứ quân sự từ thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, thiêu rụi những khí tài phục vụ cho mục đích quân sự. Bên cạnh đó, từ video được chia sẻ trên mạng có thể thấy, sau khi những tia chớp giật lên hồi từ trong không trung đột nhiên vọng lên một âm thanh lớn giống như tiếng bom nổ. Trong nháy mắt, một cầu sáng màu cam đánh vào một căn cứ quân sự gần đó, cách cảng neo đậu thuyền bị cháy khoảng 5 km. Sau đó là những tia lửa xuất hiện khắp nơi đã theo gió rơi xuống mặt đất. Sét đánh cũng khiến toàn bộ khu vực dân cư ở đảo Hải Nam bị mất điện. Giải thích của phía cơ quan chức năng Trung Quốc là do sét đánh vào cây điện thế, làm cho cỏ dại trong bãi cỏ bốc lửa, đồng thời nhấn mạnh không gây ra thương vong về người. Công ty điện lực cũng cho biết dây điện cao thế không bị hư hại, vẫn cung cấp điện bình thường. Tuy nhiên, cách giải thích này của phía chính quyền không được người dân cảm thấy thỏa đáng, bởi vì địa phương vẫn tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Cơ quan khí tượng vẫn tiếp tục công bố cảnh báo mưa lớn màu cam, cảnh báo sấm sét gió lớn màu cam, cảnh báo mưa đá màu cam. Vào tối cùng ngày, thành phố cấp huyện Tân Dân không những có thời tiết sấm sét gió to lên đến cấp 11, đồng thời còn có mưa đá và mưa rào diễn ra vào tối cùng ngày, gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Nhiều sự kiện kinh hoàng diễn ra như vậy trong một ngày đã khiến nhiều người cho rằng mẹ thiên nhiên đang càn quét sạch sẽ mọi thứ mà Trung Quốc đầu tư trong lĩnh vực quân sự. Vì thói hung hăng độc ác lúc nào cũng âm mưu chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước khác. Các chuyên gia cho biết, ở những khu vực có hoạt động trên biển nhộn nhịp, số lượng bão kèm sấm sét nhiều gấp đôi bình thường. Việc bơm các hạt vật chất nhỏ và khí quyển có thể tạo nên dòng bão kèm sấm sét. Sét bình thường trong những đám mây chứa băng nước dạng lỏng và những dòng khí quyển. Khi các hạt băng nặng gọi là đá mềm di chuyển xuống dưới, do trọng lực thì theo những hạt nhỏ hơn đã đi lên trên theo dòng khí và va vào nhau và phóng điện. Cũng theo tờ báo địa phương cho biết, trận mưa lớn từ đêm và rạng sáng nay ở đảo Hải Nam kéo dài liên tục, không ngớt đã khiến hầu hết khu vực đảo Hải Nam ngập sâu, làm tê liệt giao thông nội đô.
Theo báo cáo sơ bộ, đến 6 giờ 30 phút sáng nay, lượng nước mưa đo được khoảng 250mm, làm cho hầu hết các tuyến đường phố và khoảng trên 80% khu dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng. Một số cây xanh trên đường phố bật gốc, đổ gãy, giao thông đi lại khó khăn. Tại thời điểm trời mưa to, nước mưa nhiều tuyến phố chân cao từ 30 đến 50cm tràn cả vào nhà dân. Nhiều gia đình sống tại các con phố thường xuyên ngập lụt đã phải chuẩn bị các tấm ván gỗ để chắn nước. Kính thưa quý vị khán giả, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết tại Trung Quốc khiến người dân lâm vào tình cảnh lâm ly bi đát, đau khổ hơn trong cuộc chiến với thảm họa thiên nhiên, họ chỉ một mình đương đầu, thì mới đây hàng triệu dân làng Trung Quốc cầu cứu quốc tế khi lũ lụt ngày càng tồi tệ và hàng loạt con đê bao tiếp tục vỡ tung, nhưng chính quyền lại mất tăm, mất dạng. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, người dân ở các tỉnh Ngọc Lục, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quý Châu, Phúc Kiến đã nói rằng quê nhà của họ gần 3 ngày nay đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết ngoài ra việc không gia cố bờ kè và để mặc cho đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ để mặc nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đây. Ngày hôm đó, hơn 200.000 người phải rời khỏi nhà của mình. Ông Trường nói hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi lũ lụt giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Trương cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Chính quyền Trung Quốc thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nếu tình hình mưa lũ vẫn kéo dài như thế này, vậy làm sao dân chúng tôi có thể vượt qua được đợt lũ kinh hoàng như vậy? Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Cũng theo Reuters, làng Viju và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm vào tối ngày hôm qua. Sau nhiều lần vỡ đê, lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự rất cần thực phẩm. Dân giải thích, nước lũ đã cao đến tầng 2 của làng Jivung. Ông Mai là cư dân sống ở làng Shingu, cách làng Jivung khoảng 15 dặm. Ông Mai và người dân làng mình cũng bị mắc kẹt trong tình trạng tương tự. Ông Mai nói, ở làng tôi có rất nhiều người bị mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả nước lũ từ hồ nước gần đó. So với mực nước trên cánh đồng, nước trên sông Chiết Giang cao hơn gần 1 mét tạo thành dòng sông chảy xiết qua đoạn đê vỡ, vô cùng nguy hiểm. Do đó, sau nhiều giờ các lực lượng nỗ lực, nhưng việc vá đê vẫn không thành. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Hàng Châu thuộc vùng tỉnh Chiết Giang vào lúc 11 giờ đêm ngày hôm qua, nhưng chính quyền thành phố Chiết Giang không thông báo. Đến sáng ngày hôm nay, một người dân tại làng Yuchu thuộc Giang Tô đã gửi một đoạn video cho Reuters. Trong đó, ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào sáng ngày hôm qua, ông Jen Guanda, Phó Kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi cho biết, khúc sông Trường Giang đi qua tỉnh Phúc Kiến có thể đạt mức nguy hiểm trong 11 ngày tới. Không chỉ các tỉnh trên chịu ảnh hưởng, mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai này. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước địa phương của sông Trường Giang cao hơn 1.334,12cm so với mức báo động. Trang web chính thức của chính quyền Vũ Hán là trang Janet đưa tin vào sáng nay, ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đi trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Tiến sĩ Hoàng Hùng Hậu, con trai của nhà thiên văn học nổi tiếng Hoàng Vạn Lý, nói với ATP rằng nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm. Nếu đập xả nước ở Chiết Giang ở hạ lưu sẽ ngập chìm. Tình huống sau chính là tình hình hiện tại. Không chỉ ở Chiết Giang mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước địa phương của sông Trường Giang cao hơn 1.334,12cm so với mức báo động. Theo hãng tin Reuters đưa tin, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng ít nhất 27 trong số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vào sáng ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Chiết Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Chiết Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 100mm đến 180mm từ ngày hôm qua. Đến sáng nay, ở một số khu vực, lượng nước có thể lên đến 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 3 ngày tới.
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân nói rằng sẽ có lũ lụt tại sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa và ở miền Bắc của Trung Quốc trong những ngày tới. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực này thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt, ông Diệp nói. Chúng ta nên chú ý hơn đến miền Bắc của Trung Quốc, Thứ trưởng Diệp giải thích. Lượng mưa ở khu vực Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn điện thoại với ABT, người dân ở các tỉnh Ngọc Lục hay An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng ngôi nhà của họ gần như hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết, trước tình trạng tồi tệ của mưa lũ thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo trên tài khoản Weibo chính thức, thể hiện sự lo lắng về khả năng lây lan của bệnh truyền nhiễm sau trận lũ. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nạn nhân lũ lụt uống nước đun sôi hoặc nước được khử trùng bằng clo. Ngoài ra, họ không nên ăn thực phẩm lấy được trong lũ. Tổ chức này khuyên không nên sử dụng quần áo hoặc các vật liệu khác ngâm trong nước lũ nếu chúng ta chưa được giặt bằng thuốc tẩy. Thiên tai thì phải ứng phó và biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại. Rừng luôn là lá chắn tốt nhất trước gió bão, ngăn sạt lở đất, chặn nước sông. Những lá chắn tự nhiên này, nhiều tỉnh thành trong thời gian qua đã bị tàn phá không thương tiếc. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.